Thưa quý vị và các bạn, mặc dù lãi suất hiện đã giảm mạnh, song do nền kinh tế đang trên đà phục hồi, sức mua của thị trường và hàng tồn kho chưa được cải thiện nhiều, nên dù là thời điểm những tháng cuối năm, nhưng sức hấp thụ vốn của doanh nghiệp vẫn còn yếu. Hiện nay, lãi suất cho vay tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Bến Thủy chỉ từ 7 đến 8% một năm. Lãi suất đã hạ sâu và được coi là thấp nhất trong 10 năm trở lại đây, nhưng lượng khách hàng mới đến giao dịch rất ít. Do xu hướng các doanh nghiệp làm ăn lớn giảm đầu tư trung dài hạn, nên dư nợ tại đơn vị chỉ bổ sung vốn lưu động cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thương mại. Cùng kỳ bình quân mỗi tháng của quý 3, nguồn vốn cho vay của chi nhánh tăng từ 10 đến 15%, nhưng năm nay chỉ tăng trên dưới 7%. Trên địa bàn là các doanh nghiệp của tỉnh Nghệ An chủ yếu là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và hoạt động dịch vụ là chủ yếu. Nên mà trong hoạt động xây dựng cơ bản thì nguồn vốn là đối với lĩnh vực là nguồn vốn chủ yếu là nguồn vốn của ngân sách và nguồn vốn của doanh nghiệp thì không để đầu tư vào sản xuất về đầu tư xây dựng cơ bản là không được nhiều, dẫn đến mức độ về vốn cho vay trung dài hạn của chi nhánh là không được tăng lên. Tại Ngân hàng Vietcombank Trung Đô, mặc dù đã đưa ra các gói tín dụng ưu đãi để thu hút khách hàng, nhưng những tháng cuối năm, số doanh nghiệp đến giao dịch giảm mạnh. Phần lớn các doanh nghiệp chỉ tập trung trả nợ, chứ không phát sinh nhu cầu vốn vay do giảm quy mô đầu tư. Năm 2014, Vietcombank Việt Nam giao cho chi nhánh Trung Đô mức dư nợ 970 tỷ đồng. Đến thời điểm này, dư nợ chỉ đạt trên 900 tỷ đồng. Theo cái quan điểm của cá nhân, nhìn nhận trong cái thực trạng của các cái doanh nghiệp trên địa bàn hiện nay thì có lẽ nó nằm chủ yếu nó nằm ở cái phía doanh nghiệp nó là nhiều hơn. Tại vì sao? Tại vì là cái lãi suất từ cách đây khoảng 2 năm rồi để đây thì lãi suất tôi nghĩ rằng lãi suất từ 10% xuống 9% xuống 8% thì cái lãi suất đó thì tôi nghĩ rằng so với cái lợi nhuận bình quân ngành thì có lẽ là cái lãi suất đó là cái lãi suất có thể doanh nghiệp người ta đang có thể là chấp nhận được. Hiện nay toàn tỉnh có khoảng 7.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong những tháng cuối năm, các doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn về thị trường, nhiều doanh nghiệp ngừng sản xuất, giải thể, phá sản hoặc sản xuất cầm chừng. Đại diện một số doanh nghiệp cho rằng, chừng nào bài toán hấp thụ vốn của doanh nghiệp chưa được giải quyết, thì khi đó dòng vốn từ ngân hàng tới doanh nghiệp vẫn còn bị tắc nghẽn. Tại công ty cổ phần Ostor Nghệ An những năm trước, thời điểm này, nhu cầu vốn vay lên đến 8 tỷ đồng. Nay do sức mua của thị trường về dòng sản phẩm này giảm, hoạt động sản xuất cầm chừng, nên doanh nghiệp chỉ có nhu cầu vốn vay trên dưới 3 tỷ đồng. Các sản phẩm chủ yếu phục vụ cho các đơn hàng của các hộ cá nhân. Khi mà chính sách vĩ mô nó ảnh hưởng đến cái công tác nó xây dựng cái dòng tiền để mà luân chuyển trong công tác kinh doanh và sản xuất của các doanh nghiệp thì nó bị ảnh hưởng. Năm nay chỉ số tiêu dùng là một trong những cái năm mà chúng ta ghi nhận chỉ số tiêu dùng trên toàn quốc là đều ổn định và cái lạm phát thấp. Cái lạm phát thấp và chỉ số tiêu dùng nó không tăng thì sức mua trên thị trường là có phần yếu đi. Và chính vì vậy nên là các doanh nghiệp thì đầu tư và sản xuất kinh doanh mở rộng nó cũng khó. Trên thực tế thì doanh nghiệp làm ăn bền vững, có chiến lược và phương án sản xuất khả thi thì vẫn dễ dàng để tiếp cận nguồn vốn và việc hạ lãi suất thực sự là đòn bẩy để họ bứt phá đi lên. Ngay như công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Thường, do có chiến lược kinh doanh tốt, doanh thu tăng hàng năm, nên việc tiếp cận vốn vay luôn thuận lợi. Điều này cho thấy, lãi suất không phải là yếu tố quyết định đến đầu tư của doanh nghiệp, mà vấn đề cốt lõi và chủ yếu phụ thuộc vào năng lực nội tại của doanh nghiệp. Ngân hàng hiện nay rất tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh chính đáng và hợp pháp. Bởi vì những doanh nghiệp như chúng tôi đây, ngân hàng người ta mời trả vay rất thực tế. Bởi vì với ngân hàng, tiêu chí đầu tiên họ không phải vay để họ lấy nhà tôi đâu. Họ vay mục đích để phát triển kinh doanh cho xã hội, có phát triển công ty phát triển được hay không, yêu cầu phải báo cáo cái đầu vào đầu ra cho rõ ràng và minh bạch trong cái việc sản xuất, trong tiền chảy nó chính đáng và hợp pháp, làm thế nào đồng tiền phải làm lại cho xã hội và phục vụ lợi ích của nhân dân. Lãi suất hiện không còn là yếu tố quyết định trong việc vay vốn của doanh nghiệp mà chính là sản phẩm làm ra có tiêu thụ được hay không. Đó chính là yếu tố hết sức quan trọng trong quyết định đến khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Theo đại diện một số ngân hàng, thì để kích cầu doanh nghiệp hoạt động mạnh trở lại, bên cạnh các giải pháp từ hệ thống ngân hàng, hỗ trợ doanh nghiệp, thì các chính sách ở tầm vĩ mô cần phải nghiên cứu để nâng cao hiệu quả chi tiêu công, tạo ra thị trường phát triển sôi động. Đó mới chính là bệ phóng tốt cho doanh nghiệp bứt phá đi lên.